Tại Kiên Giang có 5 điểm tại hai xã là Vĩnh Thuận và Vĩnh Phong của huyện Vĩnh Thuận tham gia mô hình. Cơ quan khuyến nông địa phương hỗ trợ 60% giá trị con giống, nông dân đối ứng 40%, hỗ trợ 30% giá trị thức ăn, vật tư, phần còn lại nông dân tự đầu tư. Sau 10 tuần tham gia mô hình, giá trung bình 55.000 đồng 1 kg, mỗi hộ đều có lợi nhuận trung bình hơn 4 triệu đồng, hộ có lợi nhuận cao nhất gần 7 triệu đồng. Việc tham gia mô hình đã từng bước thúc đẩy hộ nuôi gà từ quy mô nhỏ chuyển sang quy mô lớn hơn, hướng tới quy mô gia trại và kiểm soát tốt dịch bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học trong quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế dịch bệnh.